Anna ơi, hôm nay á là vào những cái ngày gọi là cũng nửa năm 2022 rồi phải không Anna? Dạ. Tình hình bất động sản và Thủ Thiêm đang gọi là đang dần nóng lên với rất là nhiều dự án. À, đặc biệt là khu Đông. Khu Đông thì hiện tại có cái dự án The Global City cũng là một dự án rất là hot thời điểm hiện nay. Hot lắm phải không Hana? Lý do tại sao mà khách hàng họ lựa chọn cái dự án này nhiều quá vậy nha? À, có lẽ là cái thứ nhất là em nghĩ là cái uy tín từ chủ đầu tư The Global City là làm cho khách hàng cũng rất là tự tin và để lựa chọn cái chủ đầu tư này. Hay vậy hả? Nói về uy tín của chủ đầu tư Global City thì Hana phân tích rõ hơn cái chủ đầu tư này là ai và họ đã triển khai những dự án nào rồi mà làm cho khách hàng tin tưởng vào chủ đầu tư như vậy? À, chủ đầu tư là Masterise Home anh. Thì tiền thân của Masterise Home là trước đây là Thảo Điền Investment. Thì đã từng rất là thành công đầu tư dự án Mastery An Phú, Mastery Thảo Điền. Sau đó là thành công tiếp theo là cái Mastery Central Point. Đúng rồi, một nằm trong quần thể Vinhome của bên quận 9 phòng. Đúng rồi, chính xác, nằm trong khu đại đô thị bên khu vực Vinhome Branded Park. Thì sau đó thì bây giờ hiện tại thì chủ đầu tư đang bán hai dự án là thêm là Grand Marina Sài Gòn và dự án The Global City. Là The Global City là những cái dự án tiếp theo nối tiếp những cái chuỗi thành công của Metrorail. Và cái yếu tố thứ hai là yếu tố đặc biệt mà gọi là đến cái thời điểm bây giờ là thời điểm gọi là khó khăn về những cái cấp phép này nọ mọi thứ, thì The Global City là một nơi gọi là pháp lý cực kỳ an toàn và chuẩn 100%. À, tại sao lại an toàn và chuẩn? Tại vì là hiện tại cho đến thời điểm này thì dự án The Global City là đã có sổ hồng cho từng nền rồi nha. À vậy hả? Dạ, nghĩa là bình thường là nếu như mà khách hàng rất là lo lắng cho cái vấn đề pháp lý là chưa ra sổ được cho khách trong cái dự án mới ấy, thì hiện tại The Global City là hoàn toàn cái pháp lý rất là yên tâm, gần như là sổ hồng cầm tay hết luôn. Đúng rồi, nếu như mà thực sự mà anh chị mà có thể quan tâm mà booking có thể lên trực tiếp chủ đầu tư để xem cái pháp lý. Dạ. Wow, như vậy pháp lý quá tuyệt vời rồi, còn gì đâu nữa. Bởi vì tâm lý của nhà đầu tư khi là họ mua thì họ muốn rõ ràng là thấy bằng mắt và sờ bằng tay. Và bây giờ đối với cái dự án này thì quá tuyệt vời rồi. Thì còn cái yếu tố thứ ba mà Phước Sửu và Hana đang đề cập đến đó là cái vị trí vong Hana. Thực sự thì cái vị trí của dự án là rất là đẹp. Em thấy vị trí cũng kết nối về trung tâm thì mất khoảng tầm từ 10 phút đến 15 phút thôi anh. Ví dụ như mình đi cao tốc về đến trung tâm Thủ Thiêm 10 phút, hoặc là về quận nhất bây giờ nó có cầu Thủ Thiêm 2 nó rất là gần. Dạ. Cầu Thủ Thiêm 1 nữa phải không? Đúng rồi, chính xác. Dạ. Ngoài ra thì sắp tới về tương lai thì sẽ có tuyến metro số 1 và tuyến đường sắt nữa cũng đi gần ngang qua dự án luôn. Đúng rồi, nếu như mà mình đi có cái trạm metro nó cái trạm metro số 8 đến số 7 á là nó cũng gần dự án, mất từ 3 đến 5 phút thôi anh. Phước Sửu và Hana đang nói về cái vị trí nó nằm trong gần cái nơi gọi là bán đảo Thủ Thiêm, thì là một cái vị trí này nó sau này nó sẽ hình thành nên một bất động sản đẳng cấp, và khi mà trở thành cái bất động sản đẳng cấp rồi thì hình thành nên một cái mức giá. Nghĩa là sau này gần như là cái khu vực dự án Downtown thứ hai này anh nghĩ là nó set up một cái giá mới cho cả cái khu vực set này luôn. Đúng là nhờ dự án Global City này mà nó nâng level của em khu nghĩ vực. Là không cần sau này đâu, bây giờ nó cũng đã set up rồi đó. Vậy hả? sau khi có rumor của dự án The Global City là các cư dân mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, những khu tái định cư cạnh của The Global City, Lakeview City, hay là tất cả những cái khu mà xung quanh dự án The Global City, quận 9 nữa nha, ngay cả những cái nhà phố mà anh em mình đang ngồi ở gần dự án đó, là nó cũng đã set up một mức giá mới, xác lập một mức giá mới vô rất là cao rồi. Nói như Hana thì bây giờ là cái cơ hội là mua Global City là giá vẫn còn rất là mềm. Dạ, tại vì bên nhà phố bên ngoài thì nó cũng là trăm mấy chục triệu mét vuông rồi. Mà trong khi đó thì dự án The Global City là 117 hecta, là cái quy mô của nó rất là lớn, mà cộng thêm là cái tiện ích của nó quá nhiều. Chắc anh Sửu có thể chia sẻ với mọi người cái tiện ích bên trong của dự án được không? Tại vì sao mà cái giá nó lại có một cái mức giá như vậy, là nó có lý do của nó. Đúng rồi. Nói về cái tiện ích của Global City thì Phước Sửu đề cập tới cho mọi người nơi đây sẽ trở thành là một cái downtown gọi là lớn nhất tại Việt Nam.
là một khu phố mua sắm thương mại rất là lớn, rất là sầm uất. Những cái dãy phố gọi là những con đường gọi là bàn cờ nối nhau và có thể tổ chức được những cái show thời trang hay là những cái show gọi là văn hóa ẩm thực ba miền hoặc là tất cả đa màu sắc ở tại đây thì rất là dễ dàng, sức chứa lên đến rất là nhiều. Vậy em nghe nói đó chính là cái khu nhạc nước đúng không anh? Chính xác là một cái sao nhạc nước. Nếu mà hình thành cái sao nhạc nước cộng với kênh đào 2 km thì gọi là là sẽ trở thành một cái khu gọi là sân khấu nhạc nước, cái show nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á. Dạ, thì đó cũng là một cái biểu tượng mới của bên khu đô thị mình đó. Đúng rồi, thì với những cái yếu tố như vậy thì Phước Sửu và Hana còn phân tích cho cả nhà biết được đó là chủ đầu tư này có một cái phương thức thanh toán rất là linh hoạt luôn. Linh hoạt thì chi tiết thì như Phước Sửu và Hana đang chi tiết bản để cho khách hàng thấy là mức độ thanh toán rất là nhẹ và theo thời gian từ cái lúc mà đặt mua đến hoàn thiện sản phẩm và nhận nhà thì mới có thể thanh toán hết. Đúng rồi, chính xác anh. Dạ, như vậy thì nó phù hợp với khách hàng gọi là mới cái mức giá này mình mua là cho vài năm sau phải không Hana? Dạ, dự án mình là bắt đầu khởi công từ năm quý tư năm 2021 anh. Yeah. Thì bàn giao cho quý các anh chị và nhận nhà là đến tận 2025. Yeah. Yeah. Thì cái thời gian mà hiện tại chủ đầu tư đang bán cho Soho căn hộ quên cái khu phân khu Soho phải không? Dạ vâng đúng rồi. Là thanh toán trong vòng 2 năm anh. Yeah. Thì cũng nhẹ nhàng cho quý anh chị. Thì đó thì có mình sẽ gửi cái chi tiết, nếu khách hàng mà quan tâm hơn nữa thì Phước Sửu và Hana sẽ chi tiết hơn cho các anh chị. 117 hecta. Và một cái yếu tố nữa là khách hàng đều rất là muốn biết và muốn cập nhật, đó là ở chủ đầu tư này nó có đa loại hình sản phẩm luôn. Ngoài shop house thương mại thì có khu villa biệt thự ở. Villa biệt thự. Những cái căn gọi là siêu biệt thự ở Hana. Đúng rồi. Lên đến có khoảng tầm hơn 10 ngàn căn hộ nữa anh. 10 ngàn căn hộ. Dạ. Yeah. Thì ngoài ra thì cái tiện ích anh vừa có đề cập là có cái khu con kênh nhà nước. Thì ngoài ra thì nó có một cái trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế. À, có luôn ha. Đặc biệt một cái điểm nhấn rất là lớn tại khu The Global City là 125.000 mét vuông là khu trung tâm thương mại ngay đối diện cái khu Soho đang bán anh. Yeah. Có nghĩa là khoảng 915 căn nhà phố đang bán thì nó nằm ngay cái vị trí đẹp nhất, là gần như giáp với mặt tiền Đỗ Xuân Hợp. Yeah. Cộng thêm là một cái trung tâm thương mại là bây giờ hiện tại đang lớn nhất Sài Gòn luôn. Thì là nó sẽ nghĩa là vừa có thương mại, vừa là cái vị trí đẹp, vừa là một cái trung tâm thương mại để gần như là tất cả như người ta đến mua sắm rồi check in gì đó là em thấy là cái vị trí rất là đẹp, tiện kinh doanh rồi buôn bán. Ồ quá tuyệt vời. Dạ. Ngoài ra là một cái không gian sống. Lý do tại sao Phước Sửu nói như vậy, bởi vì khi lạc vào đây là vào những cái gọi là những cái tiện ích là hồ bơi nè, sân tennis nè, phòng tập gym và những công viên đa màu sắc và có bốn loài hoa, có bốn mùa và có bốn màu hoa khác nhau. Dạ, dạ vâng. Dạ. Điều đặc biệt ở đối với Global City là một cái không gian sống và một cái nơi gọi là cái tiện ích cực kỳ nổi bật ở đây là mật độ cây xanh phủ rất là cao. Mật độ xây dựng của dự án nó tương đối rất là thấp hay nào? Lên đến 40% anh. À, đúng dạ. Thì có cái không gian như vậy là sống giữa một cái khu đô thị như vậy thì em thấy là cái mật độ xanh khá nhiều. Thì gần như là dần dần đó thì mọi người sẽ chuyển ra cái khu vực xa trung tâm một chút. Đúng thì sau này cái gần như là cái khu downtown này là trung tâm thứ hai của thành phố rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn Hana đã chi tiết cho những cái thông tin cho Phước Sửu và khách hàng biết được. Thì khi mà khách hàng mà nghe được cái bài phân tích của Phước Sửu và Hana thì cần thông tin thêm về cái dự án thì cứ đừng ngần ngại và cứ alo cho Phước Sửu và Hana. Dạ vâng. Những cái thông tin Phước Sửu và Hana sẽ luôn luôn cập nhật liên tục luôn, và những cái hình ảnh tiến độ lay cam và những tiến độ xây dựng của dự án sẽ luôn luôn cập nhật đến quý anh chị để quý anh chị có một cái nhìn nhận rõ ràng hơn, chi tiết sắc nét hơn về dự án và có một cái tầm nhìn
bao quát chiến lược và sẽ dự kiến là chọn cho mình những cái căn nơi an cư để ở và những cơ hội đầu tư số 1 tại Việt Nam này ha. Yeah. Xin cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà ở lại nhiều video sau.